Lỗi cả nhà nha, bị rớt mạng cho nên phải làm lại từ đầu. Ở Việt Nam bây giờ là 8 giờ mấy tối đúng không nè? Ở bên đây mới có 6 giờ mấy sáng thôi. Chị mà không có quen với giờ cho nên là mấy ngày nay ngày nào cũng 5-6 giờ sáng là giật mình dậy không ngủ được. Thiệt là đau khổ chứ. Cảm ơn Nguyễn Thanh Vy. Bé Lưu kỳ duyên, cũng mới đi bác sĩ ngày hôm qua cho nên là được uống thuốc, thành ra cũng bớt bớt rồi. Qua bên này tự nhiên thay đổi thời tiết nên bị viêm họng lại. Cảm ơn mọi người quan tâm nha. Nguyễn Thanh Vy, chị đang ở ở bên này để lưu diễn, nhưng mà là diễn kịch chứ không phải đóng phim nha. Mọi người ở Việt Nam có vui không? Có ai nhớ tôi không? Cảm ơn bé Anh Tuyết Trần. Hey, xin chào chị Trần Như. Em đang ở quận Cam của California. Mới có 6 giờ mấy sáng bên này à. Ai cũng đang ngủ hết, có mình em léo nhéo nói chuyện với mọi người thôi. Hello, anh Quý Bình, khỏe không? Cảm ơn bé Hân Lý. Lần nào mà đi lưu diễn cũng mất phải một tuần để làm quen với cái múi giờ, cái thời gian thì mới lúc đầu mới ngủ được. Đã vậy còn bệnh nữa chứ, vừa không ngủ được vừa còn bệnh nữa. Cảm ơn Nguyễn Thị Thùy Trân. Thím Ngô Anh Tùng, thím Diễm sắp khỏe rồi. Cô Trinh Nguyễn đang làm gì đó? Cảm ơn Trương Tú. Em đang xem bộ phim Đời Không Như Là Mơ của chị hả? Thấy gương mặt thiếu ngủ có bị thâm quầng hai con mắt không? Diễm đang ở chung phòng với Tường Vi nhưng mà Tường Vi thì ngủ được, còn Diễm thì đang bà tám. Không biết hồi nó thức dậy nó có quánh mình không. Hello cô Hoa hậu Đặng Thu Thảo, thấy không? Khi nào về Việt Nam rủ đi ăn ốc nha. Bé Linh ơi, chị không được khỏe rồi. Thấy giọng chị rè không? Cảm ơn bé Lan Nguyễn. Cảm ơn Lê Ngọc Hân. Lâu lắm rồi chị không được đóng phim ở Đà Lạt. Mỗi lần đóng phim ở Đà Lạt thì thích lắm. Được mặc đồ đẹp, đồ lạnh nè. Tha hồ mà điệu luôn ha. Cảm ơn Cát Phạm nha. Tiên nhớ chế không? Trinh Nguyễn em đang xem yêu không dễ hả? Bây giờ đổi tựa lại là ngủ không dễ rồi. Cô Tường Vy đó giật mình dậy và chuẩn bị ném một cái ánh nhìn. Chị ho và giọng khàn nữa rồi Trinh ơi. Đang thèm, rất là thèm món chanh dây mực ngâm mật ong. Chị mấy tháng trước có mua thuốc uống trắng da, có thể cho em số điện thoại không? À, thuốc trắng da hả? Để Diễm nhớ coi rồi Diễm nhắn cho nha. Nguyễn Thanh Vy, em đang coi là chung cư cảnh sát hả? Bệnh thiệt là sưng phải không cả nhà? Khổ lắm. Qua bên này đủ thứ bệnh hết, có thể là thay đổi thời tiết nè,
rồi không quen, mới giờ lại bệnh một năm rồi vậy mới đi Mỹ thêm một lần nữa để diễn, thành ra là lại phải tập làm quen với không khí rồi nước này kia nữa, cho nên là dễ bệnh quá trời, kỳ này đi bệnh hoài luôn. Nhưng mà cũng rất là may là có đem theo thuốc để mà uống. Không những là bị viêm họng nè, sưng hết họng nè, rồi phải uống thuốc của bác sĩ uống trụ sinh cho, rồi đủ thứ hết. Rồi còn thêm một cái bệnh nữa mà khó nói của phụ nữ nữa. Yếu ơi là yếu luôn. Nhưng mà cũng nhờ đem thuốc theo của bé Hoàng Tuyết Mai cho nên bây giờ cũng bớt bớt khỏe khỏe rồi, bây giờ chỉ tập trung lo uống thuốc của viêm họng thôi. Bảo ơi, ớp phim chưa? Bây giờ chắc phải đuổi mấy anh ra nói chuyện với mấy chị không? Mấy anh có chịu không? Để Diễm khoe với mấy chị một vấn đề thầm kín của phụ nữ. Chị Trần Như ơi, không biết là livestream nói chuyện với cả nhà xong rồi có cơn buồn ngủ có trở lại không nữa. Hy vọng là sẽ trở ngủ được, nói chuyện xong một hồi mắt nó sẽ cay cay rồi muốn ngủ. Trời ơi, ngoài bị bệnh viêm họng hả, chúng còn phải đem theo thuốc này để uống nữa nè. Mọi người có ai biết loại thuốc này là thuốc gì không? Khiết âm, thuốc dành cho phụ nữ. Khổ lắm, mỗi lúc mà đi xa thì lúc nào cũng phải lo đem đủ thứ đồ hết, đem quần áo theo nè, rồi đem đồ diễn theo nè, đồ make up theo nè, rồi còn phải đem theo mà vô số những cái loại thuốc để trường hợp mà mình bệnh á, thì có thể phải uống ngay lập tức. Mà tại vì ở nước ngoài thì mỗi lần mà bệnh hay gì đó thì phải đi bác sĩ, rồi bác sĩ cho đơn rồi mới mua được thuốc, nói chung là rất là rắc rối. Thành ra là cứ hay bị bệnh gì thì mọi người cũng nhớ bắt chước giống Diễm nha, mỗi khi đi xa thì hãy chuẩn bị cho mình thêm những cái loại thuốc mà an toàn cho bản thân, ví dụ như đau bụng này, hay nhức đầu này, hay bị cái gì đó thì mình nên thủ sẵn. Cảm ơn Sophia Ngọc Nguyễn nha. Diễm thì cũng may là đi viêm họng thì đã có đi bác sĩ rồi, còn cái loại thuốc đặc trị này thì đem theo khiết âm. Mọi người có ai uống này không, các chị các em uống loại thuốc khiết âm này chưa? Chào hoa hậu Bích Trâm. Happy birthday muộn em nha. Sẵn tiện thì cũng đang rảnh cho nên có thể chia sẻ về loại thuốc này mà Diễm đem theo cho mọi người xem. Nhưng mà chỉ có phụ nữ biết thôi nha các anh. Loại thuốc khiết âm này nè, Diễm phải đem theo bởi vì mỗi khi mà thay đổi môi trường nước hay là thay đổi thời tiết hay là có bất kỳ mà vấn đề gì đó nhỏ nhỏ thì Diễm rất là nhạy cảm mà dễ bị bệnh lắm. Thì loại thuốc dành riêng cho phụ nữ này là một cái loại thuốc mà Diễm thấy lúc nào cũng cần phải đem theo bên người thì để an toàn hơn, yên tâm hơn khi mà đi lưu diễn xa, nên Diễm muốn chia sẻ với cả nhà biết. Mọi người, các chị phụ nữ thì hãy nhớ cái loại thuốc khiết âm này nè. Chỉ trong vòng 7 ngày thôi thì là những cái bệnh giống như là bị viêm nhiễm hay là bị khó chịu cho cơ thể thì mình uống chỉ trong vòng 7 ngày thôi là hết ngay lập tức luôn.
Nguyễn Ngân. Chị Diễm ơi, hai bên lỗ mũi em nó đen thùi lùi, có nghĩa là em bị mụn cám rồi đó. Mụn cám với mụn đầu đen rồi đó, em rửa mặt thật là sạch nha, rửa mặt kỹ nha. Hanh Hanh Huỳnh, đây là loại thuốc đặc trị dành cho riêng cho phụ khoa. Đôi khi á, đi nước ngoài mà gặp những cái căn bệnh mà của cá nhân riêng như thế này á, thì khó lắm, khó mà đi vô nhà thuốc hay là đi khám bác sĩ này kia thì rất là rắc rối. Thành ra khi mà Diễm nghĩ là Diễm cũng vô cái hoàn cảnh khó đó, thì Diễm muốn chia sẻ với mọi người, thì mọi người đi đâu xa hay gì đó thì nhớ đem theo thuốc thật kỹ bên người nha, như vậy thì sẽ tiện hơn rất là nhiều luôn. Còn lại thuốc khiết âm này thì khi mà phụ nữ mà mắc những cái loại bệnh phụ khoa nhỏ hay gì đó thì trong vòng 7 ngày thôi mình uống liên tục cái loại thuốc khiết âm này thì sẽ hết hết trơn sạch sạch xanh luôn, mà nhìn thấy rất là tốt nữa. Loại thuốc khiết âm này thì mọi người để mở ra cho cả nhà coi nha, để một chút. Là những cái loại viên nhỏ như thế này nè, mọi người xem nha, không có nó là tiêu rồi, không có đủ sức khỏe để làm việc nơi xa đâu. Bệnh bệnh cái gì thì bệnh chứ, bệnh những cái loại bệnh khó nói của phụ nữ như thế này thì cũng khá là khó chịu. Mỗi lần uống á, loại thuốc khiết âm này á, thì liệu trình của nó là 7 ngày liên tục, và mỗi lần á, thì mình uống 3 lần trong một ngày, và mỗi lần mấy bạn uống á, thì phải uống 10 viên, sáng 10 viên, trưa ăn xong uống 10 viên và tối uống 10 viên, thì chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Cho dù có bị nấm hay là bị khó chịu, bị bất cứ cái vấn đề nào dành riêng cho phụ nữ thì mọi người nó cũng sẽ hết ngay và luôn. Khiết âm nha mọi người, khiết âm. Loại thuốc này tất cả đều thành là chiết xuất bằng những cái loại thảo dược rất là tốt. Thảo dược giống như là có thấy có linh chi trong nè, rồi rất là nhiều những cái loại mà dược thảo quý hiếm nữa, thì khi mình uống vào cơ thể giống như mình uống thuốc bắc vậy á, nên mình người không có lo lắng về nóng trong người hay là khó chịu hay là phản ứng phụ khi uống thuốc, rất là dễ chịu. Chào bé Mai Hồng Ngọc. Mà theo Diễm nghĩ á, thì khi mà điều trị bất cứ loại bệnh nào cho phụ nữ thì cách uống thuốc đó là đơn giản nhất và nó tiện dụng ở tiện nhất. Như là khi mà đi xa giống như Diễm nè, đi du lịch hay là phải mang theo đi làm á, thì rất là tiện. Mà cái phương pháp uống thuốc thì nó là dễ chịu nhất, phải không cả nhà? Khổ quá nè, vừa đi xa mà vừa phải mắc đủ thứ loại bệnh hết trơn á, khó chịu lắm. Nhưng mà mọi người yên tâm nha, cái loại thuốc khiết âm này không những dành cho phụ nữ không, mà khi mà các anh cũng có thể sử dụng được nữa. Giá của loại thuốc này hả? Một hũ như thế này thì chỉ có 470 ngàn thôi, mà của cô bé Hoàng Tuyết Mai bán thì nó còn được free ship toàn quốc nữa, cho nên nếu ai có muốn mua thuốc thì hãy liên hệ cô bé Hoàng Tuyết Mai nha. Một người em rất là đáng yêu, khi mà biết Diễm cần thuốc cái là ship ngay lập tức để cho Diễm có cơ thể mang theo đi xa, xa ơi là xa ở bên mình, để mà không có phải lo lắng về những cái căn bệnh cho phụ nữ như thế này ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tâm lý khi làm việc. Loại thuốc khiết âm này mọi người nhớ là rất là tốt dành cho những cặp vợ chồng mà muốn có baby nữa. Bởi vì khi mà uống thuốc này thì ngoài điều trị bệnh ra thì còn giúp cơ thể mau có con nữa. Rất là hay. Mà riêng cá nhân Diễm thì cũng nôn có em bé lắm rồi, thành ra là khi uống thuốc này thì cũng thích nữa. Nó giống như một cái loại thuốc bổ dành cho phụ nữ vậy đó.
Xin chào sếp Phong Vũ. Nôn coi tình kỹ nữ quá sếp ơi. Lâu lắm rồi không có chiếu. Rất là dễ uống. Khi mà ăn no xong thì mình chỉ lấy 10 viên ra mà mình uống. Một ngày 3 lần liên tục trong 7 ngày là một liệu trình của nó. Chỉ khi nào mà những trường hợp mà giống như là bị nặng lắm 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 thì mọi người hãy duy trì thêm 1-2 liệu trình nữa tiếp tục nha. Cái này thì mỗi khi mà cơ thể thấy khó chịu, mất những cái loại bệnh nấm hay là những cái loại mà dị ứng hay là gì đó của phụ nữ thì mình có thể sử dụng thuốc này nha. Với những cái vùng mà có nước ô nguồn nước ô nhiễm á, thì phụ nữ rất là dễ mắc phải cái căn bệnh giống như là viêm nhiễm hay là nấm nè. Thì Diễm nghĩ là thuốc này là một cái phương án khá tốt. Hoặc đôi khi ở một nơi rất là sạch sẽ giống như ở nước Mỹ này, nhưng mà giống như cơ thể của Diễm nó hơi nhạy cảm một chút thì lúc nào cũng sẽ dễ bị dị ứng hay là khó chịu, thì nên phải đem theo thuốc 24/24 như vậy để bảo vệ sức khỏe cho mình. Aha, xin tiện khoe với mọi người luôn, ngày 26 tháng 8 này Diễm sẽ ra mắt một bộ phim mới tên là Vợ Chồng Đậu. Mọi người nhớ đón xem nha. Lúc như là 19:45 trên kênh SCTV 14, mọi người đón xem một vai diễn rất là khùng 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 của Diễm ha. Các chị em, bạn gái, chị em, bạn gì nhớ cái tên thuốc này nè. Mỗi khi cần thiết thì hãy nhớ tới sản phẩm Khiết Âm. Yên tâm sử dụng, vì Diễm đã sử dụng qua thì Diễm cảm thấy rất là ok, rất là tốt. Và nhớ là khi mà đi đâu xa thì hãy chuẩn bị thêm những cái loại thuốc ngoài là thuốc dành riêng cho phụ nữ như thế này. Rồi còn phải đem theo thuốc cảm nè, thuốc giảm sốt, Efferagan hay là những cái loại thuốc như là Panadol hay gì đó. Tuy là đơn giản thôi nhưng mà đôi khi mà mình đi xa đó thì không có thuốc bên mình thì rất là bất tiện, khổ lắm. Ví dụ như Diễm nè, không có đem theo thuốc cảm, không có đem theo thuốc trụ sinh gì hết. Khi mà bị viêm họng trở lại á thì lại phải tốn tiền rất là nhiều khi mà phải đi bác sĩ ở bên này, khổ quá ha. Tự nhiên quên mất tiêu, đem theo thuốc này thuốc kia, rốt cuộc lại cái thuốc quan trọng bị cảm thì ôi nhưng của mình đang xài thì lại quên mất tiêu. Cảm ơn chị Huỳnh Lâm, Thanh Thanh Huỳnh, Nhi Thảo, nhớ đón xem Vợ Chồng Đậu nha. Bạn nào mà phải, bạn nào giống Diễm mà đang gặp phải khó khăn hay là có những cái loại bệnh phụ nữ khó nói thì hãy liên hệ với cô bé Hoàng Tuyết Mai uống thử loại thuốc này nha. Sương Mai, Diễm đang ở quận Cam của Nam Cali. Chào bà Nguyễn Hồng Nga. Trời ơi, không biết là nói chuyện xong với mọi người có ngủ được không nữa, hay là thức luôn quá. Ngày nào cũng giờ này là thức, xong rồi đi tới đi lui, đi tới đi lui. Dạ hay lục bánh tráng trộn của cô Từ Vi ra ăn. Bánh tráng trộn nè. Ngày nào cũng hả, lôi món này món kia ra ăn toàn lúc 5-6 giờ sáng không à. Bên Việt Nam bây giờ là 8 giờ, 9 giờ rồi phải không cả nhà? Mấy bạn hỏi Diễm thuốc Khiết Âm này hả? Là thuốc trị các bệnh phụ khoa bạn nha. Cảm ơn chị Tường Linh Nguyễn. Em mới đi bác sĩ thì cũng bớt bớt rồi. Ai da, chú Lương Thế Thành đã dậy rồi. Ý, mới về nhà chứ. Cảm ơn bé gái họ Dương. Cảm ơn Duyên Duyên Phương. Cảm ơn Linh Trương. Mới sáng sớm
Cho nên là lúc nào cũng xài mặt mộc trơ ra mà nói chuyện với cả nhà như vậy. Cũng may lúc bệnh cho nên là mặt hơi tái tái nên nó nhìn sáng sủa ha. Lê Thế Hành, chị không có kêu tên em đâu. Nhà nhớ nha. Hello anh Tường Nguyên, em qua tới Mỹ rồi nè. Thằng Lên Thế Thường, tôi đang bệnh nha, giọng run cả tôi nha. Khổ lắm, đi xa mà mắc phải bệnh thì đó là một cái ác mộng luôn á. Cho nên là mọi người hãy cẩn thận sức khỏe nha. Khi mà đi xa thì nhớ chuẩn bị thật là nhiều các loại thuốc. Mình hay bị trường hợp gì thì mình phải nên trữ cái loại thuốc đó mà mang theo. Hay là mang theo dầu xanh, hay là mang theo những cái linh tinh. Thì trong bất cứ trường hợp gì mình cũng sẽ có để mà an toàn cho sức khỏe nữa. Cảm ơn Hồ Bảo Linh. Cũng may là Diễm có đem theo loại thuốc khiết anh này nè. Không thôi là hai ba loại bệnh thì rất là mệt luôn á. Mai Trương vậy mà, thuốc đó tên gì vậy? Mai mua với nha. À thì ra là bạn học cũ của Diễm. Ở bên Mỹ bây giờ là chắc là khoảng 7 giờ sáng rồi. Kling kling, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chị các em nếu mà muốn mua lại thuốc khiết âm này thì hãy liên hệ cô bé Hoàng Tuyết Mai nha. Hoàng Tuyết Mai sẽ free ship cho cả nhà. Mỗi lúc đi xa mà vừa bệnh thì thiệt là nản ơi là nản luôn ha mọi người. Xin chào bé Kim Trúc, chào Cẩm Tiên Lu. Nãy giờ nói chuyện với các chị em mà thấy toàn là các anh vô xem không mà mắc cỡ hết sức. Nhưng mà Diễm nghĩ thôi, không có gì mắc cỡ hết. Thì khoe với mọi người thì sẽ trước sau gì cũng sẽ có người quan tâm và có người sẽ có nhu cầu uống thuốc để mà điều trị những cái bệnh riêng. Thì ngay cả đàn ông cũng có thể sử dụng được mà, lo gì ha. Thương chị Trần Như quá à, em thèm xoài quá chị Như ơi. Hello chị Lily Nguyễn, em đã bớt bệnh rồi. Hello, hay đi Trần. Ship đồ cho tôi chưa? Diễm là một tín đồ hàng online. Cho nên khi mà có cái gì hay hay á là order lia. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mới sáng sớm không ngủ được thì kiếm chuyện để nói chuyện với cả nhà xong thì bây giờ chắc không ngủ được luôn quá. Phải đi kiếm cái gì ăn xong rồi. Khi nào buồn ngủ nữa thì mới ngủ được. Xong rồi đi tập kịch đây. Cảm ơn Bảo Linh Hồ. Ông Lên Thế Thường đâu rồi? Cảm ơn chị Hoàng Yến Võ. Thôi nói chuyện chung với cả nhà xong, bây giờ đi kiếm chồng nói chuyện riêng đây. Mọi người hãy nhớ nha, khi gặp bất cứ trường hợp nào những căn bệnh về phụ khoa thì hãy nhớ tới sản phẩm khiết âm nè. Rất là nhanh, rất là khỏe, gọn lẹ, chỉ cần uống thuốc là hết thôi. Mỹ Lanh Lương, bữa nay em hơi ốm bởi vì em đang bệnh. Cảm ơn chị. Cảm ơn bé Mai Hồng Ngọc.
Thôi, chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon nha. Còn Diễm bên này thì buổi sáng bắt đầu một ngày mới rồi. Đi kiếm gì ăn rồi uống thuốc đây. Tạm biệt cả nhà. Cảm ơn mọi người đã tại bà Tám với Diễm. Bye bye.